Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để hồi máu con lô ha. Khi mà mấy bạn đi farm ăn rợ không muốn về nhà hay là đi đánh boss gì đó mà mình không có recharge thì mình xài lô ha. Thì ở đây con lô ha của mình có 112.000 máu. Mình sẽ tận dụng skill 4 của nó. Đây là skill 4 của nó thì nó sẽ hồi máu khi mà rời khỏi chiến trường. Nếu mà mình ở ngoài mình chạy thì nó sẽ rất là lâu. Ha, thì cái thủ thuật này mình chỉ tốn một lần điểm hành động thôi. Nè, điểm hành động của mình ở đây là 300 ngàn nha. Rồi mình sẽ tấn công một con. Nè, nó chỉ còn 270 nè. Xong, chạy vô cờ. Các bạn nhìn kỹ nha các bạn, 112.000 nè. Rồi, hồi máu 116.000 thấy chưa. Nè, tiếp nè. Đúng cái con mang rợ hồi nãy nha các bạn, chứ không là bị trừ á. Bị trừ điểm hành động á. Rồi, lũ lại vô cờ. Nè, 120.000. Đó, mình cứ liên tục như vậy cho tới khi mà hồi đầy năng lượng thôi, hồi đầy máu thôi. Thì mấy bạn đi quýnh boss mà xài lô ha thì mình có thể dùng cách này để mình hồi máu và mình lâu về hơn, đối với trường hợp mấy bạn mà thiếu tướng. Thấy không, nè, lên 124.000, cứ liên tục như vậy cho tới khi hồi đầy máu nha. Thì lính thương nặng nó sẽ không hồi lại như mấy bạn, chỉ hồi lính thương nhẹ thôi, thương nặng là phải về bệnh viện rồi. Thì mình sẽ làm cho tới khi nào mà hồi không được nữa, thì cái số mà hồi không được nữa là nó đã nằm trong thương bệnh viện rồi. 127.000. Rồi, chúc các bạn thành công.